Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip chế tạo một chiếc búa khổng lồ, một chiếc búa siêu nặng luôn. Ok, ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái thùng xốp đấy, bên trong trống rỗng luôn. Bây giờ tôi sẽ đổ bê tông cát vàng vào trong đây và chế tạo thành một chiếc búa bê tông rất là nặng luôn. Cái này không biết là nặng bao nhiêu kg, khi nào mà tôi đúc xong thì tôi sẽ cầm ra tôi cân lên xem là nó nặng bao nhiêu kg. Sau đó tôi sẽ cầm cái búa này đi phá hủy tất cả mọi thứ. Ok, bây giờ thì sẽ vào cái công đoạn chế tạo cái búa này. Ok, các bạn thấy là ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn rất là nhiều đồ đấy. Một thùng xốp, hai thùng xốp, một cái thanh tuýp, xi măng, cắt vàng, đó, rất là nhiều đồ để có thể đổ cái khuôn này. Bây giờ tôi sẽ cho thanh tuýp này vào trong đây. Đây, một thanh tuýp nhìn rất là to và dài, đó. Bây giờ tôi sẽ đút nó vào đây. Ok, bây giờ thì là tôi sẽ cho một cái miếng xốp này vào giữa cái thùng xốp này. Đó, rồi, và sẽ đút cái thanh tuýp này qua. Ok. Rồi. Đây là cái cán của chiếc búa khổng lồ, chiếc búa siêu nặng luôn. Đó. Ok, cái này tôi để ở đây để cho nó chắc. Bây giờ thì là sẽ trộn xi măng cắt vàng và đổ vào trong cái búa này. Rồi, bây giờ tôi sẽ trộn xi măng vào với cắt vàng. Đó. Tiếp tục là công đoạn đảo cho nó đều vào với nhau. Đấy. Đây là công đoạn đảo xi măng cắt vàng. Đó, phải đảo rất là đều. Đều như này nó sẽ kết dính lại với nhau và nó rất là chắc. Bên mai bóc ra như thế nào đây? Tôi đang rất là hồi hộp. Ok, đây là cái tác phẩm mà tôi chế tạo từ nãy cho đến giờ. Đó, nhìn rất là to luôn. Đây là cái tay cầm của cái búa khổng lồ. Ok. Ok, có lẽ bây giờ thì tôi sẽ phải đặt chiếc búa bê tông này ở đây khoảng tầm 2 ngày nữa. Sau 2 ngày tôi sẽ gỡ nó ra và cầm nó để phá hủy tất cả mọi thứ. Ok, bây giờ thì là chờ đợi là hạnh phúc. Ok, sau 2 ngày chờ đợi thì các bạn có thể thấy là cái búa bê tông này nó đã khô lại rồi đó. Cứng đét luôn và rất là nặng. Vừa nặng vừa cứng luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ phải gỡ bỏ cái lớp xốp này ra, sau đó sẽ cầm cái búa bê tông lên xem là nó nặng như thế nào. Ok, tôi phải dùng đến một con dao. Mà cũng chả cần dùng cái dao đâu, cái này bẻ nó ra mà. Nhưng mà thôi cứ dùng dao cắt cho nó đẹp. Ok, chiếc búa bê tông nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Thấy không? Chiếc búa nhìn rất là bóng luôn. Lý do tôi dám mang dính vào để cho bóng như này. Đó. Rất là bóng. Ui. Nhìn chất vãi trưởng luôn. Ý, bóng chưa? Ok. Thật sự là rất là nặng. Nặng vãi trưởng. Ok, đây là chi tiết chiếc búa khổng lồ đó, các bạn nhìn thấy không? Nhìn rất là đẹp. Mặc dù là nó hơi xấu một tí. Rất là bóng luôn. Tôi nhìn ngoài này nhìn rất là bóng. Nhưng mà không biết là các bạn nhìn trong video thấy như thế nào. Chiếc búa rất là to. Ước chừng thì nó sẽ phải rơi khoảng tầm 50 kg, hoặc là có thể hơn. Ok, bây giờ tôi sẽ vác thử chiếc búa này lên xem là nó nặng như thế nào. Không biết là nó có nặng hay không đây, nhưng mà tôi nghĩ là nó rất là nặng ấy. Sửa nặng vãi trưởng. Ôi, nặng kinh khủng luôn. Nặng vãi trưởng.
Ok các bạn thấy là ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một lon coca, một quả dưa hấu, một quả dừa. Bây giờ tôi sẽ dùng chiếc búa khổng lồ này, chiếc búa 50kg này để phá hủy coca, dưa hấu và quả dừa, xem nó có thể phá hủy được không. Rồi đây. Đấy. Coca, dưa hấu. Ok bây giờ tôi sẽ phá hủy quả dưa hấu này đầu tiên. Không biết là có thể phá được không, nhưng mà tôi sẽ cố gắng, tôi nâng cái búa này thật cao lên. Tôi nghĩ là sẽ phá được. Vỡ luôn. Nát bét. Rất là nặng luôn. Quả dưa hấu này không hề hấn gì. Bây giờ là sẽ đến lon coca và quả dừa. Thử thách dành cho chiếc búa này khá là lớn luôn. Ok bây giờ tôi phải thu dọn chiến trường để tiếp tục cái màn phá hủy tiếp theo. Ok tiếp theo sẽ là quả dừa. Quả dừa này nó cứng hơn rất là nhiều so với lại quả dưa hấu. Đó, không biết là chiếc búa này có thể phá hủy được nó không, thì ngay bây giờ các bạn sẽ biết. Rồi. Nứt chứ không vỡ, phát nữa. Đây là quả dừa non, quả này nó non quá. Đây các bạn nhìn này, quả dừa non này, đó. Đang cứng khát nước tự nhiên có dừa để ăn. Phê vãi, đó. Ok, màn phá hủy tiếp theo sẽ là một lon coca hoàn toàn mới và hoàn toàn bình thường. Tôi sẽ đặt nó xuống đây. Đang xì coca các bạn này. Tôi sẽ đập thêm phát nữa. Rồi. Sức phá hủy của cái búa kia rất là kinh khủng luôn. Phát ra một tiếng nổ như kiểu là mìn. Ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Nhớ like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh của tôi nhé. Bye bye.